Ăn cơm xong lướt mạng trên Facebook, các nhóm hội làm vải của Lục Ngạn, của Việt Nam, của Bắc Giang, của các xã, rồi vào các trang YouTube chia sẻ vải. Sao mà nhiều bệnh thế, nứt, xin mủ, rụng các kiểu cả. Mọi khi thăm vườn nhưng mà đi bao quát lướt 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 kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Hôm nay tối rồi, cũng thấy lo lo không biết vườn mình thế nào. Bởi năm nay đầu tư ít thời gian và công sức về vườn quá, toàn đi khai thác cây cảnh kiếm tiền ăn tươi. Thì ra xem thế nào. Chiếc dao hoa thì phun một lượt, mãi về sau chẳng phun, sâu ăn cụt hết, nặng tan tua. Nhiều cây vải Thanh Hà còn ăn cụt hết cả hoa cả lọc. Đâu có sao đâu. Trước ra hoa phun một lần, sau đậu quả phun một lần, rắc lân với NPK. Quả nào có quả nào làm sao đâu, có bệnh gì đâu. Đã dùng được đâu, chẳng bệnh, chẳng tật, chẳng gì cả. Vải còn sai chùm, hoa không quá ngắn. Phun một lần thuốc sâu từ hôm mùng 3 đến hôm nay là 12, tức là 9 ngày. Bắt đầu khô quả và rụng sinh lý lần thứ nhất. Đã rụng sinh lý lần 1, trắng chấm đen, không khô, quả thì sai. Không hiểu mọi người phun thế nào. Trước ra hoa phòng 2 lần sương mai phun toàn thuốc tốt. Các đại lý bán thì quảng cáo thuốc phun không hiệu quả, không lấy tiền. Phun bị bệnh, chuyển tiền trở lại. Nhưng mà phun rồi vẫn tiếp tục. Có bệnh là cái kiểu gì không biết. Không nhẽ càng phun thì càng có bệnh, càng chăm thì càng có bệnh. Thuốc thì phun ít, thuốc sâu phun ít, thuốc bệnh phun ít. Có sao đâu. Cũng thấy làm lạ, tại sao kỹ thuật càng nhiều, thuốc sâu, thuốc bệnh càng hiện đại, trao đổi, chia sẻ càng nhiều, thì bệnh lại càng nhiều như vậy nhỉ? Úi rồi, nhạc dừng thôi.